Hello, chào cả nhà nha. Bữa nay mình xuống quay tiếp cả nhà ơi. Bữa nay mình quay những con trăn đất mình nha cả nhà. Bây giờ mình vô tới chỗ mà mình quay cho cả nhà luôn. Đây là con trăn gấm luôn. Con trăn gấm này bự lắm nha cả nhà. Đây nó mới vừa lột xong luôn cả nhà ơi. Da nó. Đó, da nó. Mới vừa lột vừa xong luôn cả nhà. Mình xuống không kịp cả nhà ơi. Quá đẹp luôn, da nó chiếu chiếu cái này nè cả nhà. Tổng thể mình quay lại trăn đất cho cả nhà xem nha. Mấy con trăn đất này thì nó mới có được mấy ký rồi cả nhà ơi. Có ai nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại trên cả nhà. Đây là trăn đất mấy ký lô à, cả 3-4 ký vậy nè, 4-5 ký có luôn nha. Để đặt lên cho cả nhà xem nha. Trăn đất này nó nhỏ, còn nhỏ. Bây giờ nuôi được có lớn rồi cả nhà ơi. Bây giờ anh mình muốn cần bán thì có ai nhu cầu thì qua số điện thoại nha. Nhỏ không ạ, 4-5 ký, 3 ký mình nuôi, mình nuôi lại cả nhà, mua nuôi lại, nuôi để nái là được luôn nha cả nhà. À, ở trong này nó hơi tối nha cả nhà, với mấy chủ bên này đó nha cả nhà. Để mình mới giới thiệu sơ lược thôi, cỡ vài phút thôi để cho cả nhà tham khảo nha. Có một số, còn một số nữa nè. Số này thì hai chuồng này, chuồng này với chuồng này cũng còn vài chục con nè. Trăn mạnh khỏe luôn nha cả nhà. Cái này nó cũng đói nè, thấy cả nhà, đói rồi. Đó. Biết con này thì nó hiện lắm, tại vì cho ăn thường xuyên, bắt tới bắt lui cả nhà. Ừ. Bắt tới bắt lui thì nó dạng lắm. Chắc này mà có cái đầu gà là đưa vô là nó lụm liền đó nha. Mấy con này thì nó ăn đầu gà. Chuột bây giờ mình không có cho nó ăn à. Ăn đầu gà nó nợ thôi nghe cả nhà. Đầu gà thì có 5-7 ngàn kg à. Chuột thì bây giờ vô mùa này thì mắc dữ lắm. Vô mùa này thì tới 8-9 ngàn kg chuột mắc dữ lắm cả nhà. Mình nuôi trăn này là mình tận dụng những cái đầu gà nó rẻ tiền á, mình nuôi mới có lời nhiều đó nha. Trăn bây giờ có giá rồi đó nghe cả nhà. Trăn bây giờ 1 ký 100 mấy là cả nhà ơi. Giá trăn bây giờ có giá lắm á. Cái đợt mà trăn của anh mình nở là mấy ngàn con luôn á, mà bán hết luôn à, bán sạch nhách luôn. Năm nay có giá nè anh em, đồ mua hơi nhiều á. Năm nào tới tháng 6 tháng 7 là có trăn hết luôn nghe cả nhà. Thôi bây giờ mình cũng quay ngắn gọn thôi cả nhà ơi, để cho cả nhà tham khảo nha. Dưới đây là nguyên chuồng trăn mình bữa mình quay hết luôn à, toàn là trăn gấm không à, trăn gấm toàn bộ luôn. Có được mấy con trăn nái, trăn đất, có trăn bạch tạng nữa mà bán hết luôn cả nhà ơi. Thì con trăn gấm này thì nó khổng lồ luôn nè. Với con trăn trong đó thì bữa đó mình nói là nó dài đó, 7-8 mét đó, nặng gần 100 kg trong đó đó cả nhà. Nghe cái chuồng này có đỏ đó, chỗ đi dép đỏ này. Thôi bye bye cả nhà nha, mình quay ngắn gọn cho cả nhà xem tham khảo lên nha cả nhà. Ở bên sào đồ đó nữa có nữa mà mình cũng quay cả nhà ơi, tại đồ đạc nhiều quá. Dưới ngoài này luôn, mấy chuồng này ngoài này luôn. Cái chuồng này thì ngoài này thì trăn đất, trăn đất, trăn khủng với trăn ái không à, với mấy chuồng này nữa. Trong này thì toàn là trăn gấm thì nhiều nha, toàn bộ trăn gấm luôn. Trăn nhỏ, trăn lớn đều có hết luôn, trăn gấm mình đó nha nha. Chắc năm sau thì nuôi trăn gấm nhiều hơn là trăn đất mình á, thấy nó nhiều quá. Nên bây giờ mình quay đây cả nhà. Nó dần bò ra cả nhà ơi. Trăn này cũng 2 mét á, nhỏ mà nó dài lắm. Nhỏ mà nó dài lắm, bò ra nè. Trăn này được 3-4 kg mà, chứ nhiều lắm. Có anh em nhu cầu thì bình luận ở dưới nha, bình luận và cái số điện thoại để trên nghe nha. Nắng bò nè. Đây mình đẩy ra nha.